quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Bạn thân của Mai Phương bất ngờ tiết lộ thêm cô từng phải gọi điện cầu cứu 113 để được trở lại bệnh viện. Nguyễn Huy xác nhận hiện tại bé La Vi vẫn đang tạm thời an toàn. Anh sẽ hỗ trợ hết mình nếu như cần những thông tin điều tra sau khi Mai Phương đã qua đời. Cách đây ít ngày, mẹ ruột cố diễn viên Mai Phương đăng tải đoạn clip chia sẻ hoàn cảnh gia đình từ khi Mai Phương lâm bệnh đến khi cô qua đời. Đặc biệt, bà có nhắc đến Trương Bảo Như, bạn thân của Mai Phương. Bà nói Như tự ý đến nhà đưa con bà đi bệnh viện nhưng không xin phép gia đình bà, thậm chí còn tỏ thái độ sức láo. Trước thông tin này, người bạn thân khác của Mai Phương là nam ca sĩ Nguyễn Huy đã lên tiếng xác minh. Nguyễn Huy chia sẻ trên trang cá nhân, Phương đã gọi 113 để cầu cứu nhưng không được nên mới gọi Như báo cảnh sát qua cứu để đưa Phương trở lại bệnh viện. Nếu thật sự Phương không có vấn đề thì vì sao ông bà một hai cản không cho Như vào, và nếu không vấn đề thì Phương đã không gọi điện nhờ bạn đến cứu. Bạn thân của cố diễn viên Mai Phương, ca sĩ Nguyễn Huy. Nguyễn Huy cho biết Mai Phương từng cầu cứu 113 để đến bệnh viện. Như vậy, khi còn tại thế, Mai Phương đã từng phải gọi đến 113 và nhờ sự trợ giúp của bạn bè để được đến bệnh viện. Điều này gây thắc mắc cho nhiều khán giả, những người từng theo dõi và ủng hộ cố nghệ sĩ Mai Phương. Đồng thời, Nguyễn Huy cũng phản đối chuyện bé La Vi nghỉ học ở trường quốc tế. Nam ca sĩ tiết lộ con gái Mai Phương rất có năng khiếu nghệ thuật, không thể vào học trường trong hội thánh để lãng phí. La Vi rất thích vẽ và hội họa, nặng tượng tô màu. Nên nếu được học ở trường quốc tế mà cô Óc xin tài trợ đến năm 18 tuổi thì con rất có nhiều khả năng phát triển theo ngành thiết kế đồ họa. Còn nếu như lời bà nói sẽ cho con nghỉ học để vào học trong hội thánh thì quá tội cho tương lai của đứa nhỏ, bạn thân Mai Phương nói. Nguyễn Huy rất thân thiết với mẹ con Mai Phương khi cô còn sống. Bạn mất Nguyễn Huy vẫn là người đồng hành và chăm sóc La Vi. Cuối cùng Nguyễn Huy khẳng định đây sẽ là lần cuối anh nói về câu chuyện của bản thân. Nam ca sĩ mong mỏi Mai Phương được yên nghỉ, La Vi được nuôi dưỡng và học hành ở môi trường tốt nhất. Nguyễn Huy cho biết mọi thông tin anh đưa ra là xác thực, nếu cần sẽ phối hợp tích cực để điều tra. Điều mọi người trông đợi nhất là Phùng Ngọc Huy về giành quyền nuôi dưỡng La Vi. Theo như lời của các nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân và Hồng Vân, hiện tại bé La Vi đang được hai bảo mẫu song sinh thân thiết với Mai Phương chăm sóc. Bạn bè cũng như đồng nghiệp mong mỏi Phùng Ngọc Huy sẽ sớm thu xếp về Việt Nam giành quyền nuôi con. Khoảnh khắc Mai Phương trêu con gái mê Ngô Kiến Huy. Xem đoạn clip bạn bè Mai Phương chia sẻ mới đây, ai nấy cũng phải bùi ngùi xúc động khi thấy cố diễn viên vẫn vui vẻ lạc quan dù đang mắc bệnh nặng. Cố diễn viên Mai Phương đã ra đi, nhưng hình ảnh đẹp của cô vẫn mãi khắc sâu trong trái tim của bao đồng nghiệp và người hâm mộ. Mới đây, một người bạn đã chia sẻ lại đoạn clip của nữ nghệ sĩ khi tham gia bộ phim cuối cùng Thần Chết Tập Sự. Trong đoạn clip, Mai Phương để mặt mộc vẫn vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Cô kể câu chuyện con gái cưng La Vi là fan hâm mộ nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, ngày nào cô bé cũng mở ca khúc truyền thái y đến nỗi thuộc lòng. Thấy con gái quá thích Ngô Kiến Huy, bà mẹ vui tính Mai Phương đã hỏi con gái một câu, con mê chú Ngô Kiến Huy vì chú Huy có tên giống ba con hả? Nói xong, Phương cùng mọi người bật cười sảng khoái. Có thể thấy rằng dù là trong lúc đau bệnh và bệnh ung thư phổi, nhưng Mai Phương vẫn giữ tinh thần vô cùng lạc quan và yêu đời khiến ai cũng phải thán phục. Mai Phương kể chuyện con gái La Vi thích chú Ngô Kiến Huy. Cô nàng vẫn vô cùng lạc quan những ngày cuối đời. Biết căn bệnh của mình khó qua khỏi, Mai Phương tranh thủ mọi thời gian có thể sau những đợt điều trị. Sức khỏe ổn hơn, cô đưa con gái La Vi đi du lịch rất nhiều nơi trong và ngoài nước như Hội An, Nhật, Singapore, với mong muốn con được trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới lạ. Mai Phương đưa La Vi đi Bangkok. Tháng 9 2019, mẹ con Mai Phương đến Hội An du lịch. Chuyến du hí Malaysia và Singapore của mẹ con diễn viên Thiên Thần Áo Trắng. Mới đây, Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ cũng là bố của La Vi, hiện đang sinh sống tại Mỹ, lên tiếng trên trang cá nhân, sẽ nhận nuôi La Vi đến suốt đời. Dòng chia sẻ của Huy nhận về rất nhiều sự chú ý của khán giả. Phần đông đều tán thành và mong anh có thể sớm hoàn tất thủ tục đón con gái về ở chung cùng gia đình mình. Danh hài Hoài Linh lên tiếng về giới tính, kể chuyện vợ cũ không thích trang điểm phấn son. Hoài Linh là một nghệ sĩ đánh giá cao về đạo đức trong showbiz, anh có tài năng và sự tử tế dành cho mọi người. Dù ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng anh không bao giờ kiêu kỳ. Nhiều năm nay khán giả luôn hiếu kỳ về cuộc hôn nhân bao năm giấu kín của đệ nhất danh hài.
Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng ở showbiz, nhưng cuộc sống riêng tư của danh hài Hoài Linh luôn được giấu kín. Một vài lần trong cuộc trò chuyện phóng viên khi ra Hà Nội biểu diễn, anh cũng né tránh và kể rất ít về đời tư của mình, vì thế người ta luôn tò mò về anh. Ở showbiz, Hoài Linh là một nghệ sĩ thường xuyên giả gái trên sân khấu. Đàn ông đóng vai phụ nữ hoặc giả gái rất dễ gây phản cảm, nhưng nhờ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nên khi anh mặc trang phục phụ nữ, thêm hóa trang, thêm tóc tai là tức thì anh trở thành phụ nữ rất duyên dáng. May mà các vai phụ nữ của Hoài Linh rất mảnh mai chứ không thô nên người xem dễ dàng chấp nhận. Chính vì giả gái ngọt như vậy mà anh thường xuyên bị nghi ngờ về giới tính. Khi được hỏi về thắc mắc này, Hoài Linh cho phóng viên hay: ủa, cứ giả gái thành công là có vấn đề về giới tính sao? Nếu vậy thì ai dám đứng trên sân khấu nữa? Nếu giới tính của tôi có vấn đề gì cũng rất bình thường, chẳng ảnh hưởng đến việc tôi mang tiếng cười cống hiến cho khán giả. Tôi đâu làm gì xấu cho xã hội, điều quan tâm nhất của tôi lúc này là đóng góp được vai gì cho khán giả. Còn cứ thắc mắc như vậy thì buồn cười lắm, chả nhẹ đóng vai tên trộm thì sẽ nghi ngờ là có tính tắc mắc sao? Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Hoài Linh cũng được nhiều người quan tâm kính tiếng suốt bao năm. Thời gian gần đây, danh hài Hoài Linh khoe ảnh con trai ruột ở Mỹ, hiện con anh đang làm một phi công tại đây. Theo những thông tin ít ỏi từng được tiết lộ, vợ cũ Hoài Linh tên là Lê Thanh Hương, quê ở Bến Tre, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đầm thắm như hoa hậu. Nam danh hài gặp gỡ cô trước khi cùng gia đình sang Mỹ định cư. Năm 1996, Hoài Linh trở lại Việt Nam thăm quê và tình cờ gặp lại Thanh Hương, hai người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Tháng 4 năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ chung sống sau lễ cưới ấm áp, hạnh phúc với sự tham gia của nhiều chị em nghệ sĩ trong nước hải ngoại. Danh hài tiết lộ, CD Tình Karaoke chính là dành để nói về cuộc gặp gỡ định mệnh với Thanh Hương tại chốn cũ ngày xưa. Nói về người cũ, Hoài Linh không tiếc lời khen ngợi. Anh từng chia sẻ Thanh Hương là người phụ nữ đậm chất Á Đông, chịu thương chịu khó, hết lòng hy sinh cho chồng con. Không hoạt động nghệ thuật nhưng cô luôn thông cảm ủng hộ công việc của Hoài Linh. Vợ của tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với tôi. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa. Cô ấy quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Hồi đó cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau, dù phải làm lại từ đầu. Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều. Đó là người rất chịu thương, chịu khó với tôi. Vợ cũ sống đơn giản, ít trang điểm, phấn son. Đúng là một mẫu phụ nữ, người của gia đình, Hoài Linh tâm sự. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Hoài Linh cho hay: đến tuổi này rồi tôi hài lòng với những gì mình có. Đời nghệ sĩ cũng nhiều hỉ nộ ái ố, nhưng vui nhất là trong lòng khán giả vẫn có Hoài Linh. Con trai mặc dù sống ở nước ngoài nhưng cháu cũng biết thân thiết với bố. Con trai của danh hài nổi tiếng sở hữu khối tài sản lớn và từng xây nhà thờ tổ hơn 100 tỷ. Việc thành vinh tự lập ở nước ngoài khiến nhiều người thắc mắc. Trước sự tò mò, con trai Hoài Linh tâm sự với chúng tôi: tôi tâm niệm mỗi người có một cuộc đời và chỉ sống một lần, tôi muốn được trải nghiệm khi còn trẻ tuổi. Và đó phải là những trải nghiệm thật ý nghĩa. Bản thân tôi còn phải học hỏi nhiều để có thể bước xa hơn. Tôi muốn bước từng bước nhỏ, chậm mà chắc. Tương lai làm việc với những doanh nghiệp lớn thì sẽ không nói trước được, nhưng để làm việc với những bạn có tài năng ở Việt Nam là điều chắc chắn tôi sẽ làm. Nguyễn Duy quyết định đưa ảnh Trước giờ chưa ai thấy của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương và lý do đằng sau. Phùng Ngọc Huy, Mai Phương phối hợp rất ăn ý với nhau trong công việc, chứ không hề có xích mích gì hay thể hiện bất cứ vấn đề gì về tình cảm. Đạo diễn Nguyễn Huy cho biết, thời gian qua việc diễn viên Mai Phương qua đời đã khiến công chúng bàng hoàng đau xót. Trong đó nhiều người tỏ ra lo lắng cho tương lai của bé La Vi, con gái Mai Phương. Vì chuyện nội bộ khá rối ren nên có rất nhiều ý kiến chỉ trích ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cha ruột bé La Vi. Trước những thông tin, đạo diễn Nguyễn Huy, người từng đạo diễn MV Bí Mật Trái Tim với sự góp mặt của cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, đã lên tiếng trên kênh YouTube của mình. Đạo diễn Nguyễn Duy khẳng định, thời điểm quay MV, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy không còn đi chung với nhau, nhưng cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc con và không có xích mích bất đồng. Phùng Ngọc Huy không phải người bỏ bê con cái như cộng đồng mạng chỉ trích, anh nói. Tôi muốn có đôi lời cùng mọi người sau sự ra đi của diễn viên Mai Phương, một người em gái đồng nghiệp thân thiết với tôi. Cùng bạn trai cô ấy là ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cả ba chúng tôi đều đã từng làm việc với nhau, đặc biệt trong ca khúc Bí Mật Trái Tim, sản phẩm âm nhạc do chính tôi sáng tác và làm đạo diễn MV. Trong MV này, Mai Phương đóng cặp với Phùng Ngọc Huy và ai cũng biết nên tôi không nói về nó nữa. Sau khi Mai Phương qua đời, các anh chị em nghệ sĩ đã đưa nhiều thông tin về chuyện gia đình phía sau, về mẹ ruột của Mai Phương và số phận tương lai của bé La Vi. Rồi cả chuyện tình cảm giữa Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, có rất nhiều ý kiến, quan điểm khiến mọi chuyện trở nên phức tạp lùm xùm, trong đó nhiều người quay sang chỉ trích Phùng Ngọc Huy. Vì vậy, tôi muốn nói lên quan điểm của mình về Mai Phương, Phùng Ngọc Huy và bé La Vi để mọi người không hiểu lầm và có ý kiến trái chiều. Thời điểm của MV Bí Mật Trái Tim diễn ra cách đây 5 năm, tôi nhớ hôm đó Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đi hai xe riêng đến phim trường chứ không đi chung. Nhưng trước đấy cả hai có cùng nhau đưa bé La Vi đi khám bệnh.
Tôi thấy thái độ của cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đều rất tốt trong việc chăm con gái. Cả hai cùng đưa con đi khám bệnh và xin phép tôi cho đến muộn. Qua những gì tôi chứng kiến bên ngoài, tôi thấy việc Phùng Ngọc Huy cùng chăm sóc con với Mai Phương là có và tình cảm giữa họ trong công việc rất tốt. Cả hai phối hợp rất ăn ý với nhau trong công việc chứ không hề có xích mích gì hay thể hiện bất cứ vấn đề gì về tình cảm. Trong quá trình làm việc, cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy rất thân thiết, hòa đồng và vui vẻ với nhau. Họ diễn rất nhập tâm, hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc. Họ cùng nhau đóng những cảnh yêu đương đầy lãng mạn, hóa thân vào một câu chuyện tình đẹp và kết thúc có hậu. Khi quay xong MV, cả Phương và Huy đều rất vui. Tiếp đó, đạo diễn Nguyễn Huy còn đưa lên những hình ảnh hậu trường giữa Mai Phương và Phùng Ngọc Huy khi quay MV. Anh nói thêm, tôi quyết định đưa lên mạng những hình ảnh hậu trường về Mai Phương và Phùng Ngọc Huy để mọi người hiểu rõ hơn về mối quan hệ của cả hai. Đây là những hình ảnh mà trước giờ chưa ai thấy. Vì cộng đồng mạng trách móc chỉ trích người này người kia, tôi không dám bàn. Tôi chỉ nói lên góc nhìn của tôi, từ việc trực tiếp làm việc thật với cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, chuyện có sao tôi nói y như vậy. Việc Mai Phương qua đời, tôi thấy đây là sự an nghỉ, an lành dành cho cô ấy. Những chuỗi ngày đau khổ, đau đớn đã kết thúc. Tôi không bất ngờ về chuyện này vì đã đoán trước được, nhưng tôi vẫn buồn.